Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 779 ngày 2 tháng 9 về việc Trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, hy sinh khi cứu người dân bị đuối nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình ông Kỳ và có ý kiến chỉ đạo tới các bộ ngành liên quan đến vụ việc. Yêu cầu Bộ Lao động, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần đối với thân nhân, gia đình Trung tá Trương Hồng Kỳ. Thực hiện tốt nhất các chính sách đối với cán bộ và gia đình cán bộ quân đội hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 9, tại bãi biển Đồng Bé thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Trung tá Trương Hồng Kỳ phát hiện hai người dân đang bị sóng cuốn trôi. Trung tá Kỳ bơi ra đưa các nạn nhân vào bờ, sau đó anh dũng hy sinh. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đơn vị đã đón tiếp 32.768 lượt khách vào lăng viếng Bác, trong đó có 635 lượt khách nước ngoài. Mặc dù số lượng khách đến viếng đông hơn so với những ngày thường, nhưng cán bộ nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trách nhiệm, tận tụy, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân, khách quốc tế, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mong mỏi được vào lăng viếng Bác của nhân dân, khách quốc tế, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tăng thời gian mở cửa lăng Bác trong sáng ngày 2 tháng 9, không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Trong ngày 2 tháng 9, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tặng các suất quà gồm nước, bánh mì, sữa cho du khách đến viếng lăng Bác. Ngày 2 tháng 9, cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt cho biết, khách sạn, cơ sở lưu trú ở Đà Lạt trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 chỉ đạt công suất khoảng 60% số phòng. Nguyên nhân là do đã hết mùa du lịch, các gia đình chuẩn bị cho con bước vào năm học mới. Mặt khác, những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 3, thời tiết Đà Lạt liên tục có mưa. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của du khách khi đi du lịch. Vì vậy, trong 2 ngày nghỉ lễ, đường xá ở thành phố Đà Lạt khá thông thoáng. Các điểm và khu du lịch du khách đông hơn ngày thường, nhưng không có cảnh chen chân, chờ xếp hàng để mua vé như trong nhiều dịp, lễ Tết trước đây. Du khách cũng có tâm lý thoải mái hơn khi đến Đà Lạt vì không quá đông đúc và được thưởng ngoạn cảnh đẹp của thành phố Hoa trong thời tiết mưa bay nhẹ. Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, 8 tháng năm 2023, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 6 triệu lượt khách, tăng 18,9 so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 283.000 lượt khách, tăng 405,4%. Khách nội địa ước đạt 5,7 triệu lượt khách, tăng 14,6%. Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông tin, trong ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm tử vong 18 người, bị thương 23 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 14 vụ, tăng 8 người chết, tăng 12 người bị thương. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết trong ngày 2 tháng 9, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 8.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 18 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 2.282 trường hợp, vi phạm tốc độ 1.480 trường hợp. Như vậy, trong 2 ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 41 người. Trong những ngày nghỉ lễ còn lại, đặc biệt là khoảng thời gian người dân trở lại các thành phố lớn, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Báo cáo thường niên của mạng lưới người sống ở nước ngoài lớn nhất thế giới International cho thấy, qua khảo sát 12.000 người từ 171 quốc gia, vùng lãnh thổ, năm nay Việt Nam đứng thứ 15 trong danh sách những quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài. Bốn quốc gia dẫn đầu danh sách 2023 gồm Mexico, Tây Ban Nha, Panama và Malaysia. International thực hiện cuộc khảo sát dựa trên 56 yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của một người tại nước ngoài như chi phí sinh hoạt, nhà ở hay khả năng sử dụng Internet tốc độ cao. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia châu Á được người nước ngoài đánh giá cao nhất ở chỉ số an toàn và an ninh. Theo bảng xếp hạng, Việt Nam được nhiều người nước ngoài đánh giá dễ dàng định cư với các chỉ số tích cực ở mục văn hóa và sự chào đón, dễ dàng kết bạn và sự thân thiện của người địa phương. Tin quốc tế.
Ngày 2 tháng 9, một tòa án Ukraine đã ra phán quyết tạm giam doanh nhân Ihor Kolomoisky trong 2 tháng để điều tra những cáo buộc gian lận và rửa tiền. Một động thái đáng chú ý chống lại một trong những doanh nhân quyền lực nhất nước này. Việc bắt giữ ông Kolomoisky, người có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ và từng ủng hộ Tổng thống Zelensky trong cuộc bầu cử năm 2019, diễn ra khi Kiev đang muốn thể hiện sự tiến bộ trong cuộc trấn áp tham nhũng thời chiến. Ông Zelensky đã nhấn mạnh việc Ukraine trấn áp tham nhũng khi Kiev nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu và hy vọng nhận được hàng chục tỷ đô la Mỹ để giúp tái thiết đất nước sau chiến tranh. Trước khi đắc cử Tổng thống, ông Zelensky nổi tiếng với vai trò một diễn viên hài và đóng vai Tổng thống trong một chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình thuộc sở hữu của ông Kolomoisky. Nhà lãnh đạo Ukraine phủ nhận việc ông Kolomoisky có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với chính phủ Ukraine. Chính quyền quân sự ở Niger đã ra lệnh trục xuất ngay lập tức đại sứ Pháp tại nước này. Thông báo được đưa ra sau khi chính quyền quân sự Niger yêu cầu Pháp không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước này. Trước đó, vào hôm 25 tháng 8, chính quyền quân sự đã yêu cầu đại sứ Pháp rời nước này trong vòng 48 giờ do có những hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia của Niger. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định không chấp nhận yêu cầu của chính quyền quân sự Niger, nhấn mạnh chính quyền quân sự không có thẩm quyền yêu cầu Pháp rút phái Bộ Ngoại giao. Hôm 28 tháng 8, Tổng thống Pháp Macron đã tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Tổng thống bị phế truất của Niger, ông Mohamed Bazoum, đồng thời tuyên bố đại sứ Pháp tại Niger vẫn sẽ ở lại nước sở tại, bất chấp áp lực từ chính quyền quân sự. Pháp hiện vẫn duy trì 1.500 binh sĩ ở Niger. Chính quyền quân sự Niger đang yêu cầu Pháp rút quân trong vòng một tháng. Ngày 2 tháng 9, bước sang tuần thứ 35 liên tiếp, hàng chục nghìn người Israel đã tiếp tục xuống đường ở Tel Aviv để phản đối kế hoạch cải cách, cải tổ tư pháp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ngay khi trở lại nắm quyền hồi tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Netanyahu đã thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp theo hướng hạn chế quyền lực của Tòa án Tối cao Israel. Kế hoạch này vấp phải phản ứng quyết liệt từ các đảng phái chính trị đối lập, đồng thời châm ngòi một trong những phong trào phản đối lớn nhất trong lịch sử Israel kể từ khi được công bố hồi tháng 1 năm nay. Thủ tướng Netanyahu lập luận rằng kế hoạch cải cách tư pháp là nhằm đạt được sự cân bằng quyền lực giữa Tòa án Tối cao và Quốc hội, trong khi những người chỉ trích cho là nó làm suy yếu tính độc lập của tòa án và hệ thống pháp luật. Ngày 2 tháng 9, bão Sao La đã suy yếu sau khi tràn vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào sáng cùng ngày. Gió mạnh tại Thâm Quyến, đặc khu hành chính Hồng Kông và Macau đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, làm hư hỏng đường sắt và gây ngập lụt tại nhiều khu vực. Trung Quốc ban đầu cảnh báo Sao La có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đây kể từ năm 1949, song tỉnh Quảng Đông hiện đã hạ mức ứng phó khẩn cấp do bão đã suy yếu. Chính quyền đã cho phép dịch vụ đường sắt hoạt động trở lại từ sáng ngày 2 tháng 9. Trong khi đó, đặc khu Hồng Kông đã ghi nhận thiệt hại do bão Sao La ít hơn nhiều so với cơn bão Mangkhut vào năm 2018 và hạ cảnh báo bão từ mức cao nhất. Tuy nhiên, nhà chức trách khuyến cáo người dân tránh xa khu vực ven biển do bão Sao La vẫn gây gió mạnh. Bão đã làm cây đổ, gây vỡ cửa kính và quật đổ giàn giáo từ các tòa nhà đang thi công. Khoảng 460 chuyến bay đã bị hủy. Đến đây, bản tin 9 giờ của chúng tôi cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!